Cảm ơn quý bà con đã đón nhận chương trình. Hôm nay chúng ta cùng gặp lại Đức An ạ. Xin chào anh Đức An. Dạ, xin chào anh Vinh. Anh An vẫn khỏe hả? Dạ, vẫn khỏe ạ. Công việc của mình trong cái mùa dịch này có ảnh hưởng gì không? Công ty của em thì bị ảnh hưởng khá là nhiều đó. Hiện tại thì những cái đại lý offline như ở Đà Nẵng á, những cái nhà phân phối, những cửa hàng thì họ cũng bị dịch bị phong tỏa, gần như là không có bán hàng được. Nên là công ty của tụi em thì chuyển sang hoạt động trên kênh online, tức là thương mại điện tử là chủ yếu. Và ngày hôm nay chương trình kết nối với anh cũng qua một hình thức rất là đặc biệt. Bình thường thì chúng ta có thể gặp nhau để chia sẻ, nhưng hôm nay thì cũng vì dịch bệnh nên chúng ta phải giãn cách. Trong lúc này nếu mà dịch xong thì mình có kế hoạch gì cụ thể hơn không anh? Dạ, hiện tại thì dù có dịch hay không có dịch thì kế hoạch mình đề ra thì thực ra nó vẫn hoạt động bình thường, vẫn tiến hành như bình thường. Thì bên công ty của em thì có một cái ảnh hưởng là chắc chắn là khó mà theo tiến độ được, đó là mình xây dựng cái nhà xưởng về nhà máy rượu đó, với là sản xuất cái trà túi lọc thì là khó có thể là làm được, bởi vì cái giá thép với là cái giá vật liệu xây dựng gần như là tăng gấp 3, gấp 4, là vượt quá cái khả năng của mình rồi. Cho nên là cũng phải chờ một thời gian nữa, khi mà giá thép với giá vật liệu xây dựng á nó ổn định. Còn lại thì những cái kế hoạch khác của công ty ra những cái sản phẩm mới. Anh có như có giới thiệu một cái người bạn hay là một cái nhân viên trong công ty để chia sẻ thêm với nông dân xin chào? Dạ đúng rồi, có một bạn thì đang là cái trưởng phòng bên về IT của bên em, chiếu là về online, cho nên là vấn đề về thương mại rất là quan trọng trong cái mùa dịch như thế này. Hiện nay thì những cái con số nó có khả quan sau khi mình tiếp cận cái mặt hàng này trên online thì doanh số nó thế nào ạ? Mình cũng triển khai trước đây rồi, bây giờ mình đẩy mạnh, tại vì tình hình dịch thì mình đẩy mạnh thêm thì nó cũng gọi là tạm ổn nè. Thì em cũng đang đầu tư về cái đội ngũ content viết bài đó, cho nó bắt mắt để người tiêu dùng họ thấy yên tâm họ mua. Thì hiện tại thì em có bổ sung thêm một số cái về cái chiến dịch về online, thì mình cũng có kết hợp với là đội media, tức là mình truyền ra những cái thông điệp cho khách hàng hiểu về cái công dụng của những cái từng cái sản phẩm như là cà phê sâm mục linh hay là trà sâm mục linh, collagen sâm mục linh như thế nào, thì mình sẽ có những cái thông điệp cụ thể. Còn cái nguyên liệu mà nơi cái vùng trồng của anh thì chắc Vinh nghĩ là cũng không ảnh hưởng nhiều đúng không? Trên đó thì ở độ cao 1.500m, cho nên là có dịch hay không có dịch thì nó vẫn cứ hoạt động bình thường. Anh có muốn chia sẻ gì thêm với bà con nữa không ạ? Mong với bà con là cố gắng là vượt qua được cái đại dịch này. Cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân tình hữu ích của anh An ạ. Chúc anh sức khỏe và chúc cho công ty mình cũng vượt qua khó khăn của đại dịch và có thể là vươn tới những cái thành tích mà anh đã mong muốn. Dạ, cảm ơn anh Vinh. Cảm ơn chương trình Nông Dân Xin Chào một lần nữa là kết nối để được chia sẻ cùng với mọi người. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào dịp khác ạ. Xin chào anh Vinh ạ. Chào Đức An. Chúng ta vừa nghe những cái cập nhật thông tin mới nhất từ anh Đức An ạ. Phải nói là một người trẻ mà tôi rất thích cái tư duy của anh này. Anh luôn luôn cố gắng. Hy vọng là những chia sẻ của anh sẽ có những cái điều hữu ích cho nông dân và nông nghiệp Việt Nam. Và giờ phút này thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn quý vị vào khung giờ quen thuộc vào 7 giờ 15 phút vào các ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7 trên đài truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.